Ôi, chào anh em nhá. Vừa nãy thấy có ông đăng cái bài viết có cái bộ này này, xong bảo 10 triệu, thấy cầu hết giờ vào xem tận làng luôn. Ngoài đấy ra lại còn có mấy khác trộm xịn vậy, kiểu như này. Mã của bạn này là đây, đăng lên cho anh em xem lại thôi. V9CC8 kinh nhỉ, như kiểu số kiểu sim tứ quý ấy. Kiểu nó đặc biệt đấy, ý là nó ngắn đấy chứ cũng không phải là nó trùng. V9CC8 rất rất dễ nhớ. Cái này hình như mình thấy comment mọi người bảo là 8 năm trước mới có này. Cái này lần trước là mua, chắc là không, chắc là bạn này mua từ lâu lắm rồi, chứ lần trước là có gần đây cách đây 1 hay 2 tháng như bán ở 70 nghìn đấy. Cái này thì mình không biết ở đâu ra này, cái này không biết. Cái này cũng không, cái này đợt mình chơi, mình mới chơi mình cũng không 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 biết nó ở đâu ra. Cái này hình như là kỷ niệm Supercell gì ấy. Cái này cũng mới lần này có này. Cái này hay, cái này hiếm, cái này có vẻ hiếm, không biết đâu ra. Cái này như bánh năm năm nay hay năm ngoái. Đèn đồng lần trước này. Smart này. Hối xa này có này. Có thần chi. Cái này hiếm Tết có này. Tết thì hai này câu cùng nhau. Cây thông này với đây là cây thông từ đời bao nhiêu ấy. Cái này năm nay này. Cái này cũng là cũng năm nay cũng có ấy. Mà này xếp đôi xứng vào nhỉ? Đúng không? 1, 2, đúng không? Ờ, đôi xứng luôn. Ngầu ấy. Đỉnh thật sự đấy. Đôi xứng được từng cá luôn. Chứng tỏ là có thể đã phải có nhiều hơn rồi mới sai. Ngoài cái đấy ra nhé, ngoài cái đấy ra mà bạn này bạn còn có cả đấy, rất đặc biệt luôn. Ôi hai tảng đá này. Để đợi cái lúc mà nó phát ra sẻng thì chắc là kiểu khi mà xây là người ta né cái đấy ra. Mà làm sao mà có tận tận 5 cục này nhỉ? Tưởng mỗi nhà chỉ được có 1 2 cục. Thôi mình tán nó trước, mình cũng không chơi, mình không biết đây xem nào. Con này là con gì nhỉ? Con này là mua hay là người ta nó hiện ra nhỉ? Cái này hình như là phải mua ấy. Clockwood Statue này. Rồi, khá là đẹp. Mỗi tội một cái là mới có nhà 10. Mà thôi, sau này chắc còn còn lên còn giữ. Thôi thôi xe linh tinh vậy thôi đấy nhá. Mã của bạn này là V9CC8 ấy, mọi người muốn vào thì trực tiếp vào xem cho nó thấy tận mắt chứ bạn cũng không lưu gì đâu, có cả skin của mùa đông mà.